Việc những sao showbiz vừa học vừa tham gia các hoạt động giải trí không phải là chuyện hiếm trong showbiz xứ Trung. Thế nhưng không phải ai cũng cân bằng được cả hai việc. Tuy vậy, vẫn có những minh tinh sở hữu thành tích học tập cực ấn tượng, xứng danh học bá trong truyền thuyết. Hãy cùng showbiz phim điểm danh những ngôi sao là học bá chính hiệu của màn ảnh xứ Trung nhé! Châu Tuấn Vĩ. Châu Tuấn Vĩ được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích nhiều hơn từ vai diễn Yến Lâm trong bộ phim Ninh An Như Mộng. Châu Tuấn Vĩ sinh năm 1995. Trước khi ra mắt công chúng, Châu Tuấn Vĩ đã tốt nghiệp bằng kép chuyên ngành xã hội học và tâm lý học tại Đại học McGill, ngôi trường được mệnh danh là Harvard của Canada, và là nghiên cứu sinh tại Viện Tâm lý học thuộc cao đẳng Dollard. Châu Tuấn Vĩ thông thạo 3 ngoại ngữ, lại còn biết nấu ăn, anh chàng cũng chơi bóng rổ cực đỉnh, từng giành quán quân giải bóng rổ sinh viên 2 năm liên tiếp. Bên cạnh thành tích học tập cực khủng, nam thần tượng còn có khả năng nghệ thuật xuất sắc không kém. Bởi vì bố của anh chàng tốt nghiệp ngành mỹ thuật của Đại học Thanh Hoa nên anh đã học vẽ từ nhỏ. Không chỉ vậy, anh còn học violon và lấy được chứng chỉ cấp 8, cấp cao nhất. Với nhan sắc và học vấn khủng, Châu Tuấn Vĩ còn được người hâm mộ ưu ái đặt tên là Cố Vị Dịch phiên bản ngoài đời thực. Trương Lăng Hách. Trương Lăng Hách đã nhiều lần phủ nhận mình là học bá. Nam diễn viên chỉ nhận mình học tốt các môn tự nhiên, còn môn ngữ văn thì điểm không cao lắm. Thời đi học, Trương Lăng Hách khá nổi tiếng ở trường suốt từ cấp 2 đến đại học do vẻ ngoài đẹp trai và thành tích học tập ấn tượng. Điểm toán tốt nghiệp của nam diễn viên đạt 182 trên 200 điểm, mức rất cao so với mặt bằng chung của đề thi tỉnh Giang Tô, một trong hai tỉnh có đề toán khó nhất Trung Quốc. Điều thú vị là điểm văn của Lăng Hách không cao nhưng thường được viết bài cho diễn đàn của trường. Nam diễn viên theo học tại Đại học Sư phạm Nam Kinh và nếu không theo nghiệp diễn, Trương Lăng Hách sẽ là một kỹ sư điện tài giỏi. Trần Đô Linh. Trần Đô Linh là một trong những nữ diễn viên hàng hiếm của màn ảnh Hoa ngữ. Trần Đô Linh thi đậu Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh, Nam Hàng với số điểm 621 trên 750. Được biết, lý do cô thi vào ngôi trường nghe đầy tính kỹ thuật này là do bất mãn với giáo viên cấp 3 của mình. Trong một chương trình phỏng vấn, Trần Đô Linh với vẻ mặt bình tĩnh đã tâm sự rằng cô thi vào Đại học Nam Hàng là vì không phục giáo viên. Khi đó, giáo viên nói con gái không học giỏi khoa học tự nhiên, cho nên cô muốn chứng minh cho thầy cô thấy rằng điều đó là không đúng. Sau đó, cô đậu Nam Hàng, khoa cơ khí điện với số điểm 621. Năm 2015, cô lọt vào top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường Nam Hàng, mục chế tạo công trình và vũ khí chuyên nghiệp. Vương An Vũ. Vương An Vũ sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc, chuyên ngành dẫn chương trình phát thanh, truyền hình. Vương An Vũ là một học bá chính hiệu, khi thi đỗ đại học với điểm số rất cao là 614 trên 750. Không chỉ thế, thời trung học Vương An Vũ từng học tại trường trọng điểm của tỉnh Chiết Giang là trường Dư Diêu. Đến năm 2016, anh thi đậu cả 3 chuyên ngành diễn xuất, phát thanh, đạo diễn trong cuộc thi nghệ thuật của tỉnh Chiết Giang. Vẻ bề ngoài xuất chúng lãng tử, học giỏi con nhà giàu lại còn có nhiều tài năng nổi trội khác như chơi nhạc cụ, viết thư pháp, chơi thể thao. Đây quả thực chính là hình tượng nam thần học bá trong tiểu thuyết mà các cô gái luôn mơ ước. Thường Hoa Sâm. Giữa cơn sốt của Nhất Niệm Quan Sơn, nam phụ Thường Hoa Sâm đảm nhận vai Lý Đồng Quang, cũng lọt vào mắt xanh của nhiều cư dân mạng nhờ nhan sắc điển trai, ưa nhìn. Thường Hoa Sâm lần đầu được biết tới khi tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn Ba. Sau đó anh mới dần chuyển hướng sang con đường phim ảnh. Sau khi tìm hiểu về profile của Thường Hoa Sâm, cư dân mạng mới phát hiện ra nam diễn viên còn có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Thường Hoa Sâm thi đỗ vào Đại học Khoa học Công nghệ Điện tử Hàng Châu năm 2014 với điểm thi rất cao là 610 trên 750 điểm khối khoa học tự nhiên, trong đó môn toán của anh chàng đạt điểm gần như tuyệt đối. Trước đây ngoài thời gian đóng phim, Thường Hoa Sâm còn có sở thích giảng đề toán cao cấp cho người hâm mộ trong livestream. Đúng là sở thích của học bá cũng thật không giống người bình thường. Mã Bá Khiên. Mã Bá Khiên sinh năm 1996 tại New York, Mỹ, trong một gia đình châm Anh thế phiệt. Ông ngoại của anh từng là huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc, dẫn dắt đội tuyển 5 lần vô địch thế giới. Bố mẹ anh đều tốt nghiệp khoa kiến trúc Đại học Thanh Hoa. Bố anh, ông Mã Thanh Vận, là thành viên của Viện Kiến trúc Hoa Kỳ. Năm 2006, ông là hiệu trưởng trường kiến trúc tại Đại học Nam California. Ông là người thiết kế tòa nhà Plaza 66 ở Thượng Hải, công viên Disneyland Thượng Hải và nhiều công trình nổi tiếng khác ở khắp nơi. Bản thân Mã Bá Khiên cũng tốt nghiệp Đại học Nam California, trường đại học xếp hạng 19 ở Mỹ và hạng 65 trên thế giới. Hồi nhỏ còn được theo học piano cùng nghệ sĩ Lang Lãng. Nhà anh rất giàu, ngôi nhà ở Mỹ là do bố anh tự tay thiết kế, từng được cho mượn để đóng phim. Từ hồi còn đi học, Mã Bá Khiên đã lái siêu xe, ngoài ra còn có sở thích sưu tập giày.
Tính cách của Mã Bá Khiên được đánh giá là vui vẻ và thích tự thân nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp. Trương Tân Thành. Trương Tân Thành sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim Hoa ngữ từ nhiều năm qua. Anh chàng chính là học bá hàng thật giá thật trong giới giải trí, được đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Bên cạnh những bộ phim và vai diễn ấn tượng, nhiều cư dân mạng xứ Trung còn biết đến Trương Tân Thành bởi thành tích thi đại học xuất sắc. Trương Tân Thành là thủ khoa của 4 trường đại học nghệ thuật nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc gồm Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hí kịch Thượng Hải, Học viện Hí kịch Trung ương và Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân. Ngoài ra, anh chàng còn nằm trong danh sách có điểm thuộc top 10 của các trường nghệ thuật khác. Cuối cùng, anh chàng quyết tâm theo học tại Học viện Hí kịch Trung ương với số điểm thi nghệ thuật gần như tuyệt đối, cùng với điểm thi văn hóa cũng khá cao là 560 trên 750 điểm. Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi có xuất phát điểm từ một gia đình gia giáo, cả bố mẹ đều là những người từng theo nghề giảng dạy, nên cô ấy được thừa hưởng sự thông minh và yêu thích học hành từ nhỏ. Lưu Diệc Phi đã chứng minh được mình là một người đẹp có sắc có tài bằng việc thi đỗ vào trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi chỉ mới 15 tuổi và trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất của trường. Ở tuổi 19, trong khi nhiều người còn loay hoay với những lựa chọn chưa chắc chắn về tương lai, Lưu Diệc Phi đã cầm trong tay tấm bằng đại học danh giá và xây dựng những bước đệm quan trọng cho sự nghiệp nghệ thuật của mình sau này. Vương Tinh Việt. Cũng giống thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi, anh chàng sinh năm 2002 Vương Tinh Việt cũng là một học bá nhỏ tuổi. Vương Tinh Việt đỗ vào Học viện Hí kịch Trung ương, khoa biểu diễn khi mới chỉ 15 tuổi. Trong khoảng thời gian theo học tại trường, anh từng tham gia diễn xuất trong nhiều vở kịch nói. Gây chú ý sau vai diễn trong phim cổ trang Châu Sinh Như Cố, Vương Tinh Việt dần trở thành gương mặt Gen Z quen thuộc đầy tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ. Khi đóng vai diễn Lưu Tử Hành Ai Gặp Cũng Ghét, Vương Tinh Việt khi đó chỉ mới 17 tuổi, nhưng khả năng diễn xuất của anh chàng là điều khán giả không phải bàn cãi. Nhiều người đã vô cùng bất ngờ khi biết được độ tuổi thật của anh chàng khi đó. Họ không thể ngờ rằng một chàng trai tuổi đời còn trẻ như vậy mà lại diễn vai phản diện đạt đến thế. Bạn ấn tượng với thành tích của anh chàng, cô nàng học bá nào nhất trong những cái tên mà mình đã nhắc đến trong video này? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé! Và nếu cảm thấy video này hay và thú vị thì đừng ngần ngại cho chúng mình một like với nhé! Đồng thời nhớ đăng ký kênh và bật thông báo để xem những video mới nhất của chúng mình nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp! See you!